đây chúng ta có vài phút thư giãn với hãng Canon. Tại sao nói thư giãn? Vì Canon sẽ phát một số hình ảnh. Bây giờ chúng ta nhìn thấy hình nhiều quá rồi, người nhiều quá. Bây giờ chúng ta xem video. Xin mời Canon ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu phim buổi chiều, không thì nó overtime mất. Good morning, I'm Ken from Canon Medical System Asia. Today, I'd like to share one of the most discussed topics in recent year, AI. AI in radiology, AI in radiology imaging. Artificial intelligence in radiology is a big thing. However, the use of artificial